đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay đó đó chính là Coin 98 Wallet đây là cái ví tiền mã hóa multi chain cũng như là đa chuỗi đó giúp các bạn có thể lưu trữ coin token trên hơn 30 blockchain khác nhau mà chỉ với một cái fast free duy nhất mà thôi ngay trên cái ví Coin 98 đó các bạn có thể swap mua bán token một cách nhanh chóng tiện lợi và các bạn còn được tặng điểm thưởng mỗi lần mà các bạn swap các bạn có thể tìm hiểu và tải cái ứng dụng Coin 98 Wallet ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu để ủng hộ kênh đồng thời các bạn cũng có cơ hội để mà nhận thưởng từ những cái chương trình đặc biệt đến từ con 98 Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói tới một số những cái dữ liệu on-chain đi. Thì một trong những câu hỏi mà nhiều bạn hỏi Thuận đó là Thuận có nghĩ là 69.000 đô cho một BTC gần đây là cái đỉnh của chu kỳ này hay là không? Thì thường chỉ có thể chia sẻ với các bạn đó là chúng ta nhìn vào những cái chỉ số on-chain mà chúng ta thường hay à, nhìn vào đó. Thì hiện bây giờ chúng ta vẫn không có thấy là chúng ta đã có dấu hiệu đỉnh dựa theo những cái chỉ số này. như là các bạn thấy được là một trong những cách đơn giản chúng ta À, nhìn vào những biểu đồ này đó Là chúng ta thấy được là cái đường màu vàng này đại, đại diện cho cái chỉ số Và mỗi lần mà đường màu vàng này Mà đi vào dùng màu đỏ đó Đó chính là cái dấu hiệu không tốt Khi mà chúng ta nói tới chỉ số All hodler Thì bây giờ các bạn thấy được khoảng cách vẫn còn xa Chúng ta thấy được là chúng ta nói tới chỉ số Pumotable Thì cũng như vậy Cái đường màu vàng này vẫn chưa có đến dần Cái dùng màu đỏ Mỗi lần đến dùng màu đỏ Các bạn thấy được như là đây là tài liệu của năm 2013 à, Thì sẽ là những cái à, lần mà chúng ta thấy là sẽ có dấu hiệu đỉnh như là năm 2013 hai lần cái đường màu vàng này giờ dùng màu đỏ và một lần là năm 2017 trước khi chúng ta đi vào mùa đông crypto chúng ta nhìn vào một chỉ số khác đi là market cap trừ total cap thì các bạn thấy được cũng như vậy mà thôi cái đường màu vàng này vẫn cách xa dùng màu đỏ mỗi lần mà chúng ta thấy đường màu vàng này đi dùng màu đỏ đó như là năm 2017 tháng 12 hay là năm 2013 như thằng vừa chia sẻ cũng là dấu hiệu đỉnh và các bạn thấy là một trong những cái dấu hiệu khác mà nhiều bạn thích xem đó chính là Pi Cycle Top thì đối với lại Pi Cycle Top đó thì hiểu đơn giản là mỗi một, một lần mà chúng ta thấy được là hai cái đường này đó cái đường mà màu cam và đường xanh lá cây đó chéo lại với nhau là dấu hiệu chúng ta sắp sửa có một cái đợt giảm giá như là chúng ta thấy được là thời điểm là tháng 4 của năm 2021 mới đây khi mà giá BTC là đạt được cái mức là 50 8.000 hay là 60.000 thời điểm đó Rồi chúng ta thấy là giá đã đi xuống còn khoảng chừng là 29.000 Rồi sau đó mới bật ngược trở lên Thì hiện bây giờ đó khi mà zoom ra các bạn thấy được là tình hình vẫn cho chúng ta thấy là cái đường màu cam này và cái đường màu xanh lá cây thì vẫn còn một khoảng cách với nhau. Hiện bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu là hai cái đường này gần như với nhau. Cho nên nhìn vào những cái dữ liệu này đó thường chỉ có thể chia sẻ với các bạn là cho đến thời điểm này chúng ta vẫn chưa thấy bất cứ một dấu hiệu đỉnh nào khi mà chúng ta nói tới uh, cái dấu hiệu đỉnh của những chỉ số on chain đương nhiên đây là chúng ta nói tới là thời kỳ dài hạn nguyên một chu kỳ thời gian ngắn hạn thì đương nhiên không ai có thể uh, biết được nhất là chúng ta thấy tình hình hiện bây giờ đó là khi mà nhìn vào tổng số lượng BTC có lời bây giờ vẫn còn rất là cao dựa theo Klasno uh, dựa theo Onchain đó thì bây giờ chúng ta thấy là zoom vào đó ngày 13 tây nghĩa là ngày hôm qua khi mà giá khoảng chừng là 64.400 đó thì cái số lượng BTC có lời tính theo Klasno vẫn còn rất cao nằm trong như màu đỏ này là 96,87% nhưng mà đó này là khác với những cái mà thường vừa chia sẻ những cái mà thường vừa chia sẻ là những cái chỉ số à, báo hiệu dấu hiệu đỉnh đây chỉ là cái chỉ số báo hiệu là dựa theo tài liệu on chain đó, di chuyển BTC thì có bao nhiêu BTC bây giờ đang có lời thì chúng ta thấy ở à, mức 64.382 thì bây giờ thì vẫn là một cái mức gọi là cao khi mà chúng ta nói tới BTC cái đỉnh đó, từ trước tới bây giờ cao nhất là 69.000 mà thôi thì bây giờ vẫn còn mức cao cho nên cái số lượng BTC có lời nhiều cũng không gì gọi là quá lạ nhưng mà đây cũng là một điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn, một điều khác nữa rất là thú vị thường muốn chia sẻ với các bạn trước chúng ta chuyển qua nói tới tài liệu trên Crypto Khoan đó, đó chính là cái tài liệu liên quan tới Rayscale thì để thuận cho các bạn thấy được là đây là cái tài liệu liên quan tới gọi là Rayscale Premium. Như bạn có đã biết đây là cái cách đo lường giữa cái cổ phiếu được bán bởi công ty Rayscale so với lại cái giá BTC. Thì tuy là bây giờ vẫn là con số âm, có nghĩa là tính một cái đơn giản đó là mua cổ phần Grayscale đó đối với nhà đầu tư lớn thì vẫn có lợi hơn là mua BTC hiện bây giờ Nhưng mà một điều rất là thú vị ở đây đó là các bạn thấy được cái đường màu vàng này đã có xu hướng tăng trở lên từ thời điểm là ngày 18 tây tháng 10 năm 2021 lúc đó đó là cái chỉ số này là trừ 20,5% mà chúng ta thấy được là chỉ số này bây giờ là trừ 13,7% thì có nghĩa là cái đường màu cam này nó đang di chuyển ngược trở lên và đây là một dấu hiệu rất là thú vị có thể là nhiều những nhà đầu tư lớn đó họ trong giờ có một cái Bitcoin ETF nhưng mà bây giờ là một cái Bitcoin ETF dựa theo hợp đồng futures cho nên cái chỉ số đó nó không có tốt như là nhiều nhà đầu tư nghĩ cho nên bây giờ có thể là những nhà đầu tư lớn một lần nữa họ lại đi thu mua chi và như thế nào mà không rành chỉ số này đó chúng ta muốn chỉ số này trở thành con số dương như là trước đây chúng ta có là cộng 10% cộng 20% Thì đây là cái dấu hiệu là những nhà đầu tư lớn đó họ rất là quan tâm và thu mua nhiều cổ phiếu của btc Và để có thêm nên thì cần phải có nhiều Bitcoin hơn lóc lợi trong cái quỹ của Rayscale Thì đây là điều mà chúng ta muốn thấy là công ty Rayscale đi tiếp tục thu mua BTC hay là nhiều BTC được gửi vào trong cái quỹ đầu tư Rayscale này như là chúng ta đã từng thấy đầu năm nay và nguyên cái năm ngoái đó là điều chúng ta muốn thấy gần đây đó thì đương nhiên công ty Rescale họ không có mua thêm BTC cho cái quỹ này tại vì hiện bây giờ cái quỹ này đây là con số là đang âm tới là 13,8% kế tiếp nữa là chúng ta hãy chuyển qua để mà nói tới một số những chỉ số mà liên quan tới Crypto uh, crypto đi thì trước hết tôi muốn chia sẻ hai cái À, nhận định đến từ hai người khác mà không phải là thuận ở trên uh, crypto khoan thì đầu tiên hết á đây là cái tài liệu liên quan đến uh, cái số lượng người mà đầu tư lâu dài và số lượng người đầu tư uh, ít ngày hơn và cái điều mà các bạn thấy đây đó là khi mà chúng ta thấy cái chỉ số mà nhiều btc bây giờ đang nằm ở trong cái phần gọi là có lời nhiều đó thì điều mà chúng ta thấy được là cái đường mà màu xanh trên màn hình đó để thường zoom và các bạn thấy rõ hơn cái đường màu xanh này đó đang ở cái mức thấp có nghĩa là sao có nghĩa là những người mà đầu tư dài hạn đó thì chúng ta không thấy là cái sự di chuyển của nhà đầu tư đó nhiều có nghĩa là nếu như nhà đầu tư dài hạn thì họ thường là có lời rất nhiều cho nên khi mà họ di chuyển số lượng bitcoin của họ thì cái đường màu xanh này nó sẽ tăng cao lên nhưng mà lại không thấy điều đó. Nhưng mà ngược lại bên dưới này đó là cái đường màu cam này đại diện cho những nhà đầu tư ngắn hạn. thì những nhà đầu tư ngắn hạn đó, cái đường màu cam này lại có cái sự tăng lên. có nghĩa là gì? có nghĩa là hiện bây giờ những nhà đầu tư dài hạn họ rất là im lặng. có nghĩa là họ không có quan tâm nhiều. mặc dù là giá cả của BTC dần đây là cái đỉnh 69.000 đô. nhưng mà chúng ta lại không thấy động tĩnh là nhiều nhà đầu tư dài hạn di chuyển BTC của họ. nhưng mà ngược lại nhà đầu tư ngắn hạn đó là những người mà bây giờ là di chuyển BTC rất là nhiều. Cho nên cái đường màu cam này mới tăng lên Hiểu một cách đơn giản hơn đó Là cái sự lên xuống giá cả gần đây Là được gây ra phần lớn là những nhà đầu tư ngắn hạn Chứ không phải là dài hạn Những nhà đầu tư dài hạn Ở cái mức này đó họ vẫn tiếp tục là im lặng Và họ vẫn tiếp tục là không có di chuyển BTC của mình Một cái nhìn định khác nữa đến là cũng là một người ở trên à, crypto khoan đó chính là chúng ta nhìn vào hai biểu đồ này đi đây là biểu đồ của năm 2017 bên tay trái và biểu đồ của năm 2021 bên tay phải thì chúng ta thấy được cái gì chúng ta thấy được đó là cái đường màu xanh dương này đó là đại diện cho là cái số lượng token có nghĩa là cái số lượng BTC di chuyển trên mạng lưới đó là đáng giá bao nhiêu thì chúng ta thấy đó là năm 2021 đó chúng ta thấy là gần đây có cái sự di chuyển của nhiều cá voi ở trên mạng blockchain nhưng mà chúng ta lại không thấy cái sự di chuyển nhiều ở trên những cái sàn giao dịch thì ở trên crypto khoan đó cái nhận định của họ đưa ra đó chính là đây là cái dấu hiệu là chúng ta có thể đang chứng kiến rất nhiều những cái thỏa thuận giao dịch dòng ngoài nghĩa là OTC đó cho nên chúng ta mới thấy cái hiện tượng này xảy ra có nghĩa là có thể là có nhiều cá voi đang mua Bitcoin cho nên chúng ta mới thấy là có một số lượng BTC di chuyển nhưng mà lại không thấy số lượng đó ở trên những cái sàn giao dịch có cái sự dao động nhiều cho nên chúng ta nhìn vào đây là cái tài liệu liên quan tới là bao nhiêu Bitcoin được nạp vào và rút ra đó ở trên những cái sàn giao dịch thì chúng ta thấy là đây là cái tài liệu À, cho đến ngày 12 tây Thì thật ra chúng ta nhìn vào trong thời gian là một tuần qua đi Thì những cái thanh này nó rất là ngắn Cho nghĩa là không có nhiều cái dữ liệu cho thấy là nhiều BTC nạp vào hay là rút ra Ở trên những cái sàn giao dịch Và chúng ta đang nhìn vào mỗi một thanh này là một ngày Khi mà thường chuyển qua tính theo giờ đi để chúng ta nhìn những cái tài liệu nó ngắn hơn trong cuối tuần này đó thì để zoom vào các bạn sẽ thấy được là tình hình à các bạn cũng thấy là nhìn sơ qua cũng đang thấy là cũng tương tự như vậy mà thôi có nghĩa là chúng ta thấy là cái số lượng BTC di chuyển trong cuối tuần này cũng không có gì gọi là quá uh, quan tâm. Có nghĩa là tinh hình BTC nạp vào rút ra đó thì cũng uh, khá là im lặng. Và nói tới đây đó thì đương nhiên cái xu hướng dài hạn của BTC đó từ tháng 3 năm 2020 tới bây giờ vẫn là cái đường màu xanh này là đi xuống nghĩa là càng ngày càng ít Bitcoin trên sàn hơn. Nhưng mà nhìn ngắn hạn hơn đó thì các bạn sẽ thấy một cái uh, tài liệu đó chính là nhìn vào từ đầu tháng 11 tới bây giờ đó thì hầu như là đi hàng ngang để thương zoom vào các bạn thấy rõ hơn thì có nghĩa là chúng ta nhìn vào tình hình đó là từ đầu tháng 1 tới bây giờ là cái số lượng BTC trên sàn đó nó cũng là giống nhau mà thôi nhưng mà cũng như là cái tài liệu được chia sẻ mới đây ở trên crypto khoan đó là họ nhận ra được là có một số bitcoin di chuyển cái số lượng lớn nhưng mà lại không thấy là cái số lượng này di chuyển thông qua những cái ví của sàn thì có nghĩa là đây có thể là những cái giao dịch Nó gọi là OTC dòng ngoài Nhưng mà chúng ta nói chung đó Thì khi mà nói tới Bitcoin đó Các bạn thấy được những gì mình thường vui chia sẻ với các bạn Là cho đến thời điểm bây giờ chúng ta vẫn chưa thấy dấu hiệu đỉnh nào khi mà chúng ta nói tới những tài liệu on chain chúng ta nhìn vào những tài liệu như là PyCycle cũng không thấy dấu hiệu đỉnh đương nhiên đây là nói tới là cái thời gian là nguyên một chu kỳ chúng ta không nói tới thời gian ngắn hạn ngắn hạn thì các bạn thấy được bây giờ vẫn còn khá là nhiều btc đang có lời hiện bây giờ và chúng ta nhìn vào một số những cái tài liệu thì tuy là hiện bây giờ các bạn thấy được là funding rate đó cái phí trên sàn là cái phí qua đêm trên sàn thì đã nguội lại nhưng mà chúng ta vẫn còn khá là nhiều những cái lệnh future trên sàn hiện bây giờ tuy là đã có cái sự điều chỉnh đi xuống nhưng mà vẫn còn ở cái mức cao cho nên ngắn hạn thì vẫn có thể là có cái sự dao động của giá cả nhưng mà dài hạn thì chúng ta vẫn thấy cái tài liệu đó chính là nhiều BTC tiếp tục rời khỏi sàn hơn và thậm chí chúng ta nhìn vào Ethereum đó thì cũng là một cái câu chuyện đó Ethereum thì các bạn thấy dài hạn là cái đường màu xanh này cứ tiếp tục và tiếp tục cắm đầu đi xuống như là càng ngày càng ít Ethereum hơn và thậm chí gần đây đó trong vòng chỉ có cuối tuần qua thôi chúng ta thấy được là ngày 13 tây và ngày 14 tây nghĩa là ngày hôm nay đó thì các bạn thấy được là mỗi một thanh này là một giờ thì có hai đợt có cái số lượng lớn Ether rời khỏi đó chính là 79.299 Ethereum rời khỏi trong vòng một tiếng đồng hồ ngày hôm qua và ngày hôm nay đó có con số còn lớn hơn nữa đó chính là tới 107.209 Ether rời khỏi nhiều hơn nạp vào trong một giờ thì tại sao lại có nhiều y tờ là khỏi như vậy đó thì đương nhiên là thùng không thể nào biết chắc chắn được thùng chỉ có thể cho các bạn thấy được là đây là cái tình hình mà đã xảy ra không phải mới đây mà đã xảy ra trong vòng nhiều tháng rồi nhưng mà nào mà theo dõi kênh à, thì cũng đã biết những cái thông tin này nhưng mà nó tóm lại lên cái tài liệu on-chain trong cuối tuần qua tình on-chain đó là đối với btc thì cũng rất là im lặng nhưng mà cái xu hướng dài hạn thì cũng là như vậy mà thôi btc càng ngày càng ít hơn ở trên sàn chúng ta chưa thấy dấu hiệu định khi mà nhìn vào những cái dữ liệu on-chain cái số lượng btc có lời và cái số lượng BTC futures vẫn còn đang ở mức cao thì đó là cái dấu hiệu là chúng ta lúc nào cũng phải có cái sự chuẩn bị là ngắn hạn điều chỉnh nhưng mà gần đây chúng ta vẫn chưa thấy một cái đợt điều chỉnh nào gọi là coi như là sâu hết á. tình hình là nhiều co không bây giờ vẫn tiếp tục giữ được cái giá cũng khá là tốt và chúng ta thấy là nói tới BTC đó thì là như vậy nhưng mà nói tới Ethereum thì có nhiều Ethereum rời khỏi cuối tuần qua hơn và nhìn chung nên thì các bạn thấy được là hôm nay thì có một số màu đỏ như là các bạn nhìn thấy trên màn hình cũng có nhiều những cái màu xanh nhưng mà coi như một ngày mà có đỏ có xanh nhưng mà cũng không có đậm lắm có nghĩa là cái sự lên xuống cũng không là bao nhiêu khi mà thùng refresh cái trang coingecko đó thì các bạn sẽ thấy được là BTC hầu như đi hàng ngang trong vòng 24 bốn giờ qua trong vòng một tuần qua đó thì cũng có một số đồng tăng nhưng mà không có nhiều như là bitcoin vẫn tăng 4,8%, ethereum tăng 1,5%, BNB tăng 2,3% solar này xuống 8% thì coi như cũng không có gì gọi là quá đặc biệt. À, chúng ta có một số đồng cũng tăng cái số lượng cao hơn như là Litecoin tăng 37% trong giờ một tuần qua, Avalanche tăng 19% trong giờ một tuần qua. Nhưng mà nói tới uh, trong vòng 2 4 giờ qua đó thì tăng nhiều nhất đó chính là đồng Raka. Mà nhiều bạn cũng thể comment ở bên dưới đó. Và cái đó là Loot thì uh, Raka tăng 26% và Lupin à, tăng 19% và chúng ta nhìn vào những đa nào mà xuống mạnh trong vòng 2 4 giờ qua thì cũng không có đồng nào gọi là gọi là xuống mạnh hết. Chúng ta thấy được là Kadina thì xuống 8% và Adoran thì xuống chỉ có 5,8% mà thôi. Còn lại trong cái tháng 100 này thì xuống chỉ có là 4% hay là 3%. Đó là tình hình chung của thị trường này.